Và bây giờ thì sẽ đi qua phòng xem ra các bạn đang sao à. Hello. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đâu gì đâu. Chơi bài cho mẹ. Tụi con đang làm gì? Chơi bài. Giờ này mấy giờ rồi mà còn chơi bài hả? Đâu mẹ cho con coi. Hả? Cho con coi xuống đi. Giờ này mấy giờ rồi mà còn chơi bài? Mấy giờ rồi mẹ? Hả? Mấy giờ rồi mẹ? 10 giờ hơn rồi. Nhưng mà chơi tới 11 giờ cũng có sao đâu. Rồi bộ bài này đâu ra đây? Không Bình biết Nguyên ai. ra, chui vô đó chị. Con chui đó con coi giờ trời tối chưa. Trời đất ơi, vậy là chơi từ chiều đến giờ luôn á hả? Không. Dạ không. Con coi vậy thôi, chối Rồi gặp. rồi bộ bài này đâu ra đây? Không biết luôn, không biết luôn. Hả? Lấy bên nhà khoa về. Lấy Đâu, bên nhà cái này khoa về đem hả? từ nhà lên mà. Đem từ đâu lên? Đem từ Đắk nhà. Nông. Hả? Đắk Nông hả? Ủa chứ mày cái này là đem từ nhà lên hay là Đắk chính Nông. này từ Đắk Nông lên? Đem từ Đắk Nông lên hả? Dạ. Vậy là nguyên cái mùa hè này về đó học giáo lý hay là tụi con về quánh bài vậy? Về học giáo bài, lý. Về học giáo lý luôn. Thì tại vì thấy mẹ với cậu Bình với cậu Tạo cũng Tết về Tết thì cũng quánh bài toàn đánh thôi. Bài không mà. Cái gì? Thì mẹ với cậu Tạo Tết về toàn đánh đàn bài không. Đúng rồi. Trời đất ơi. Tết về có mấy ngày Tết thì có giải trí xíu nhưng mà Thì lần bây giờ nào cũng bị ông ngoại dẹp rồi. bây giờ cũng chơi xíu cũng không có sao đâu mẹ. Cái gì mà có sao đâu, con nít con nôi mà giờ này quánh bài là sao? Đóng đít nữa mẹ. Đâu gì đâu. Hả? Bình thường mà. Rồi tụi con đánh bài kiểu gì? Hả? Thì Đánh tiến lên tiến thôi. lên. Tiến lên hả? Ủa. Rồi thua rồi sao, thắng rồi sao? Thua thì búng tay. Thua bị búng tay còn thắng thì là búng tay người thua. Trời đất, còn cái môn gì lành mạnh hơn không? Cái kiểu mà chơi bài như thế này thì mai mốt mà 14 lá rồi. Học thì chưa tới đâu mà đánh bài gì đâu mà. Ủa rồi tụi con biết đánh bài từ khi nào? Không từ biết. Từ xưa 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 xưa. Từ cái lúc mà mấy năm trước. Chắc là Tết năm trước. Tết mấy năm trước. Này chia con bao nhiêu lá? Ba. Tao chia lúc nhiều lá. Rồi dẹp được chưa? Dẹp dạ, bài dạ. được chưa? Từ từ mẹ xong xíu đi hết mấy này. Là sao? Cô chị Nga hả? Được. Giờ mà em lấy, ủa giờ sao mình đi kêu 14? Rồi Hoa Nam. Hả? Dẹp được chưa? Đúng rồi 14 lá xíu. Ủa sao vô được? Ủa vậy ai? Ai Trời có đất 12 ơi. Lá vậy? Rồi rồi từ bữa giờ chơi bài bao nhiêu lần rồi tụi con? Con không biết. Ủa mấy bữa mấy ngày mà mẹ về trễ hay gì là toàn quánh bài không á hả hay gì? Gì dạ chắc vậy. Một lá thôi. Là trời. Rồi bây giờ đội nha, ván này mình đội nha. Đổi gì? Ván này ai thua hết đất 10 cái. Ok mẹ, ok chơi luôn không sợ. Rồi hết ván này là nghỉ. Hả? Dân chơi không sợ mưa rơi. Đúng rồi. Rồi những cái khuôn mặt quánh bài bao gồm bốn khuôn mặt này của ông bà cô bác. Đây còn có em heo nam đang đây, nhà bộ đồ đang đang bận đây là bộ đồ của cô Nguyễn Thị Ngân gửi qua nè cả nhà, các ông bà cô bác. Đi bộ nha. Đồ bé mèo đang bận cũng là đồ của cô Nguyễn Thị Ngân gì? Gửi qua nè. Rồi đây thêm một bộ nữa nè. Đó. Rất là đẹp, vải rất là tốt. Đi vô quay review đồ mà không biết không hiểu tại sao mà vô đây thấy có cái sòng bài ngồi trong này nữa. Rồi quánh tới con gì rồi? 8 rồi. 10. Ca rồi cho ai vậy? Tim hả? Chù cha. Không ngờ luôn. Ca ngồi không, không đi đâu. Alo. Rồi đó rồi. Ca. Có đây không? Không. Bó tay chấm con luôn, không biết nói cái gì luôn á. Chín hả? Chín hả? Trời ơi là trời. Không. Không. Còn ai? Hồi xưa thì Dung chơi quánh bài cứ nghĩ là chơi cho vui thôi. Rồi đi ra đi vô bị ông ngoại chửi là hả? Mấy đứa mày cứ đánh bài như vậy là con nó chưa dứt bú thì nó đã biết đánh bài rồi. Hả? Mẹ? Ai về? Ai về cũng biết quánh từ rất sớm. Nãy mình nhìn mới đi vậy, đi tiếp đi. À đi tiếp mà. Rồi xong cái này là từ ngày hôm nay mình đừng có chơi bài nữa nha. Cái bộ không bài mẹ. Này mẹ sẽ tịch thu nha tụi con. Là sao vậy?
mà gì mới có cấp 1, cấp 2 mà ngồi quán bài như thế này rồi còn cái môn gì khác nữa không vui hơn không? Dạ. Còn cái môn gì vui hơn cái môn này không được không? Chắc là không đâu. Tao ngồi đi. Từ từ cái gì nữa? 4 lá, 8 9 10 bồi. Rồi 8 9 10 bồi hả? Kìa có không? 8 9 10. Nó đi cái gì vậy? Rồi em đi GWK. Ôi, về. Ủa gì này của ai đánh vậy? Này của Nị nó đánh á. Nhưng mà chứ chưa đi mà. Heo cơ, chị phải rút lên. Ý là cái này đi theo như nó vậy. Cái 5 6 7 đó. À đúng rồi. Ừ đúng rồi, nhắn có thì tôi chỉ nghe đúng rồi. Đúng rồi, chứ gì nữa. Nghe đánh bốn lá. Ừ. Rồi bóc lên lại đúng trời ơi, lỗ bài. Tại có 3 lá thôi mà. Vậy hả? Vậy chị bóc lên một cái đi. Ôi mà giờ em cần bóc lên luôn. Bóc lên. Ủa tự nhiên cứ bóc lên làm gì? 90 bồi đó. Rồi của em lãi nào vậy? Lãi này nè. Áp kè. Rồi, rút một cái thôi. Ơ tự nhiên cái rút hết. Rồi bây giờ một một con thôi. 10 ở đâu vậy? 10 chi qua con. Hồi nãy nó giữ 10 ra đâu? Ra đâu? Ra đâu? Ra kìa, ngay chân kìa. Cái này nãy nó đánh rồi. Ừ. Ra đâu? Đây còn một con ca nữa nè. Ca đây còn một con ca nữa nè. Hồi nãy em nhớ là em đánh ca mà. Ừ. Ca bây giờ nó có đâu. Ca cái này đi không? 5, 6, 7 của Bình Nguyên đúng không? Ừ đúng rồi. Ủa vậy là Bình Nguyên chơi lộn bài vậy hả? Chị nghe đây không? Lộn rồi mẹ ơi. Ý là lộn hay cô ý lộn? 5, 6, 7 hả? Nhiêu vậy? 8, 9 7, 8, 8, 9. Ok em đi nha. 7, 8, 9. Gì vậy? 7, 8, 9 rồi. Sorry Vui cả. Trời ơi, chơi bài xong rồi còn sân si tức giận với nhau nữa. Mẹ thấy cái môn này nó không hề lành mạnh một xíu nào. Không. Cái môn nó làm cho con người ta là nổi tính tham, tính sân, tính si lên. Vậy hả? Cái gì mà cũng không cấm hết á. Nhưng mà cái môn chơi mà làm cho mình trở thành cái tính tình nó như vậy thì không có nên chơi đâu. Đừng có đi chứ em về. Đi. Ừ, đâu được đi heo lúc cuối đâu hồi nãy. Ừ heo luôn. Chơi rồi. Rồi sai. Rồi không. Hồi nãy là 14 tính. Nét 14 năm đúng không? Đây 4 năm rồi. Tháng gì? Đất ơi. 7 8 9 rồi 10 GW. Về là em được 4 mèo á. 9 rồi. Rồi có thúi heo không? Rồi. Không có heo để đánh rồi. Rồi, ba bạn hết đất. Ủa mẹ. Thì ai thua hết đất? Hồi nãy cái ván này hẹn là ai thua rồi hết đất 10 cái rồi mà. Rồi thực hiện lời đi các đồng chí. Một cái thôi là đáy mệt rồi. Không. Rồi nhanh. Em hôm trước em hết 10 cái em vẫn thấy mệt. Nhanh. Rồi ai hết đất. Chị nghe hết luôn kìa. Ủa mắt mình đi với sai mà. Luôn hết rồi. Nhưng mà mèo là đi heo cuối. Không nói chung là 3, 4 tụi mình đều phải hết. Ôi vậy ai thắng? Không ai thắng. Rồi thực hiện hành vi đi. Rồi. Rồi nè, từ đếm nha. Trời mẹ cũng đếm tới cái 4 rồi. Rồi nè. 1. Trời chen vàng quá. Mệt mỏi quá không muốn. 1 2 3 4 5 6. Nào mình đã gì vậy? Rồi đó xong rồi mẹ. Chế chích mắt chạng cái người lên đàng hoàng coi. Nè chị ơi, nhấc người lên đi. Thôi bây giờ con sẽ em đi học giỡn thôi mà không có tích như gì á. Đi học giỡn em có hết đâu. Rồi vàng ơi. Rồi ok xong rồi. Rồi ok. Đi học giỡn em có hết đâu trời. Không biết đâu là hết đích chứ đâu phải là hết. Sao kia bình thường chết đập mà sao chứ không hết được. Ủa cái đó là hết đích. Chơi quánh bài đúng không? Vẫn mẹ. Thích chứ mẹ. Rồi ra ba lô của mẹ lấy cái bộ bài dạ, của mẹ vô đây. Thôi khỏi đừng mà. Nhanh. Ba lô nào mẹ? Tấm ba lô của mẹ ở ngoài bàn á, cầm vô đây. Trời ok, ơi. Mình thích đánh bài thì mình chơi đánh bài với các bạn. Sao không chơi đánh này nè? Sao? Thích đó có sao mấy không cái chơi cái này vậy hồi nào? Không, lại muốn chung cái tượng đeo gì? Vậy? Tôi đeo được, tôi gục ngã. Thích vô chỗ nào mà đeo? Mẹ sao mẹ không chơi cái này tiếp hả? Đi
Thôi, bài bạc gì? Rồi mẹ cho tụi con cái bộ bài này để tụi con chơi. Con biết bộ gì luôn rồi đó. Rồi, mình sẽ chơi cái bộ bài trên cái bộ này. Hả? Con nít con nôi mà chơi bài con nghĩ ra nó có tốt không? Dạ chắc bình thường. Bình thường. Miễn sao mình không nghiện là được. Miễn sao mình không nghiện. Con đâu nghiện đâu, con tham lam. Rồi ok. Hả? Rồi đây mình sẽ cho các bạn chơi cái bộ bài này. Rồi. Các bạn đào bài sao sao bài lên đi. Ủa mẹ cái này là gì vậy? Sao kiểu gì nó cũng ra. Rồi cái sao bài lên đi. Lục lập đại cái hồng sức khỏe tốt bóng, gia đình hả? Cái tấm đỏ đó ra ngoài. Thôi mà sáng con lập ra rồi. Rồi ok. Rồi. Cái này có rồi. Rồi bây giờ mời bạn bạn sao bài đi bạn. Rồi mỗi bạn sẽ rút một con. Lúc đầu con tưởng cái này là ta rót. Sau đó là giải thích cái ý nghĩa theo cái cách mà mình hiểu. Ai biết con không hiểu mẹ ơi. Rồi không hiểu thì hết đất 10 cái. Thôi mẹ, thôi. Bây giờ mỗi bạn rút một con đi. Ủa rút con thôi hả mẹ? Rồi ok, muốn quánh bài thì mình cho các bạn quánh bài. Cái con này là cái gì vậy mẹ? Này là cái bí mật của mẹ. Rồi. Bí mật mà đọc sáng giờ. Rồi rút đi, ai rút trước? Mình quen một. Rồi mèo rút một con. Tính không? Rồi. Tưởng gì xịn lắm. Rút cái ở trên. Cái nào cũng được, không sao hết, mỗi người rút một cái. Rồi từ nè, từ. Năm sau bài. Từ từ sẽ giải thích năm nha. Ngon ngữ yêu thương. Rồi. Tép rút chung cái gì? Ủa này là mình lộ bài có sao không nè? Không sao hết. Rồi nè, ok. Đọc hết luôn. Ê chứ cho coi bài đi. Lộ đó rồi. Sao đâu. Rồi bây giờ Bình Nguyên giải thích cái tờ của Bình Nguyên. Tính không. Rồi, là tính không nghĩa là gì? Là mọi sự bắt nguồn từ chính tôi. Không. Là mọi thứ là không có đúng sai, không thật giả. Không có giống kiểu hình như là câu chuyện cây bút á. Rồi, nhớ lấy câu chuyện cây bút coi sao. Câu chuyện cây bút là nếu như mà mình nhận thức cái gì đó theo cái chiều gì đó thì nó sẽ thành cái gì. Đối với mình thì nó sẽ thành cái đó. Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ theo cái chiều hướng mà tiêu cực hay là nó sẽ đi theo một chiều hướng tiêu cực. Cũng có một ý đúng, mèo trợ giúp em nha. Dạ con nghĩ là chắc là cũng giống mình đi. Nhớ lại câu chuyện cái bút coi. Thì khi mà cái bút để trên bàn, sau đó là không có ai ở đó hết, đi ra ngoài thì nó sẽ không là cái gì hết. Nó là chính nó chứ đúng nó không? Là chính nó. Rồi. Và nó sẽ không bị những người không cùng dòng máu, không là cái gì nó cả. Sẽ không bị gì trời áp đặt. Rồi ok, bây giờ mày giải thích nha. Tính không, mọi vật mọi việc mọi con người đều có tính không hết, nhưng có tiềm năng để trở thành bất kỳ ai hoặc là trở thành bất kỳ cái gì đó. Khi mà mình muốn gắn nghĩa cho một sự vật, sự việc hay một người nào đó thì mình đều có thể gắn được. Ví dụ bây giờ mẹ gắn nghĩa cho Bình Nguyên là Bình Nguyên lì. Thì Bình Nguyên có lì không? Dạ không. Rồi bây giờ nếu nói là Bình Nguyên mẹ, ngoan mẹ. Trời ơi, mới đang nói Bình Nguyên ngoan mà chuẩn bị quay qua quánh chị rồi. Mà mẹ nói con là rồi, không có ví dụ mà nha. Ủa mẹ đang ví dụ mà không, ví dụ gì chí là nói ví dụ bậy bậy nha. Rồi mọi sự vật mọi con người đều có tính không hết và đều có tiềm năng để trở thành bất kỳ một cái vật gì, nhớ chưa? Dạ con nhắc lại lời mẹ Bình Nguyên. Dạ là hết đất 10 cái dùng cái đi, nãy giờ nói mấy lần rồi. Ủa mẹ có lần à? Rồi hết đất đi, không cần nói nhiều. Mèo tới cái bài của mèo hết tuần hoàng nha, có mày tăng lên 20 cái nha. Năm ngôn ngữ yêu thương. Ngôn thí, thời gian chất lượng, tận tụy, tặng quà, cử chỉ âu yếm. Rồi, giải thích từ ngữ. Thì chắc là năm ngôn ngữ yêu thương là những hành động, những lời nói, những cử chỉ mình làm để tỏ lòng yêu thương đến cho mọi người. Bình Nguyên, hồi nãy chị giúp con rồi, bây giờ con giúp chị, con nói theo cái hướng con hiểu ra. Năm cử chỉ yêu thương. Ngôn chí, ngôn thí là cái gì vậy mẹ? Chắc là ngôn từ, ngôn nhất gì. Nói giải thích đàng hoàng. Ngôn thí là cái gì vậy mẹ? Con không hiểu. Ngôn thí là mình nói những cái từ ngữ làm cho người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tích cực, hạnh phúc. Lời mình nói á, hay còn gọi là những cái lời khen ngợi dành cho người khác.
Rồi thôi. Tiếp theo. Tiếp theo đi kìa. Thời gian chất lượng. Theo con hiểu thời gian chất lượng là cái gì? Theo con nghĩ thời gian chất lượng là mình dành những cái thời gian ra để mình làm những việc có ý nghĩa. Dành cho yêu thương mà, năm ngôn ngữ yêu thương mà. Thời gian chất lượng dành cho dành cho thương, dành cho yêu thương. Chứ không có dành ra để cho nó lãng phí. Rồi, ví dụ như mình ở nhà với lại ba với mẹ thì mình tập trung vào cái thời gian mình đang còn ở nhà với ba với mẹ để mình chơi, mình nói chuyện với nhau, chứ không phải mình dành thời gian để mình quánh bài, ok? Ủa mẹ quánh bài cũng là một loại chơi với nhau mà. Ờ, hay quá. Bốn người lận. Ờ, ý là cũng là ngôn ngữ yêu thương đó hả? Dạ đúng rồi, ngôn ngữ yêu thương theo chiều hướng khác. Chù cha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là tận tụy. Tận tụy là như thế nào? Tận tụy là... là gì? Bà Nam nha, mẹ hỏi tới mà không biết trả lời là đi hết đất 10 cái nha. Ồ, chia sắp rồi đó. Là tận tình. Tận tụy là tận tình hả? Ừ. Ừ. Ví dụ cho một cái coi, là cái gì? Là cái gì mẹ? Là ví dụ có khách đến nhà chơi thì mình phải gót nước rồi đem trái cây rồi gì ra. Đem trái cây, hoa quả, đồ ra tiếp khách. À dạ đúng rồi. Rồi ví dụ. Rồi ví dụ tận tình trong yêu thương nghĩa là gì? Tận tình trong yêu thương có nghĩa là mình chăm sóc yêu thương với lại yêu thương hết mức luôn. Ví dụ hết chị mức nhờ luôn. Chị nhờ mình đi lấy ly nước, mình có đi không? Dạ không. Chù cha. Là mình đang yêu thương chị lắm rồi đó mẹ. Ừ, lý do để gì tự vận hành tự lo. Để gì mình cũng phải để cho chị trưởng thành nữa hay gì? Dạ đúng rồi. Con đúng rồi. Rồi, ngôn ngữ tiếp theo của yêu thương là cái gì? Tặng quà. Rồi, tặng quà là mình tặng gì đó cho người khác thôi, hết. Rồi, ví dụ như sinh nhật mình có nhất thiết là phải có quà cáp hay gì không? Dạ không. Không nhất thiết. Mình có thể tặng bằng những cái gì? Mình có thể tặng bằng những câu nói chúc mừng sinh nhật, hoặc là những tấm thiệp, những happy birthday, những cái tấm hình, tấm thiệp mà tụi con thiết kế đó, rồi viết vô đó mấy lời gì đó, mấy lời yêu thương ngôn thí vô đó. À, cử chỉ yêu mến. Xong rồi mẹ. Rồi ok, rồi tới Hoa Nam. Dạ. Của Hoa Nam là cái gì? Không hạn chế từ những rất tự nhiên. Làm sao? Không hạn chế từ những không, cái bài này, cái bài mà con hiểu theo cái cách nào không hiểu gì hết, không hạn chế tự nhận thức, hiểu không hiểu gì hết, cái bài mà nó nhùi thì không hiểu, cái bài con không hiểu gì hả, con hiểu theo cái ý của con, không hiểu nó như thế nào, không hiểu luôn. Rồi hết đất 10 cái đi rồi mẹ giải thích cho. Hết đất 10 cái đó thấy chưa em kêu rồi. Cái này nè thử đọc thử coi hiểu chết liền. Rồi không hiểu thì hết đất 10 cái rồi mẹ hạn chế em đi mẹ. Rồi chị tép lại gì? Gặp bụng nó khó hơn hít đất á. Sao con không biết. Ờ do hít đất đi. Rồi mẹ chị tép lại gì? Là định thân mọi thành tựu trên đời bắt nguồn từ định thân. Mọi thành tựu trên đời bắt nguồn từ định thân đúng không? Là gì vậy mẹ? Để con hiểu là gì không? Dạ không. Con hiểu hít đất 10 cái đi rồi giải thích. Rồi đằng kia hít đất cái đi rồi mình giải thích. Thôi xong rồi mình mất. Bạn này hít đất bạn chơi qua gặp bụng luôn rồi hả bạn? Nó dễ hơn. À rồi chị test xong chưa? Rồi 10 cái rồi xong rồi. Rồi bây giờ không tự hạn chế nhận thức bản thân nào đây mẹ coi. Rồi bây giờ con người mình nghĩ là mình có thể trở thành bất kỳ ai. Tại sao trong cuộc sống có những người mà người ta rất là thành công, có những người lại không thành công, có những người rất hay thất bại? Bây giờ con có cái nỗi sợ gì không? Ví dụ con sợ nói trước đám đông không? Dạ không. Đó chính là tự hạn chế nhận thức bản thân. À, cái bài đầu tiên. Rồi, ví dụ mình con gái mình ngồi mình ngoáy mũi như thế này nè. Đó, thì cũng là tự nhận thức, hạn chế nhận thức bản thân luôn. Lấy gì vậy mẹ? Rồi bây giờ nè. Rồi bây giờ tiếp nè con. Con có nghĩ là mình học tiếng Anh dở không? Dạ không, biết. Ờ, rồi không thì có nghĩa là mình không bị tự hạn chế nhận thức về cái môn học ngoại ngữ đó. Rồi bây giờ mình có nghĩ rằng mình không đánh đàn giỏi không? Dạ có. Hay là mình không thể nào học đàn giỏi như người khác không? Tại vì con không thích đánh đàn. Có không? Không. Ờ, như vậy thì không có tự hạn chế nhận thức trong cái mạng đó. Bây giờ mình chỉ cần là
mình chỉ cần thích học đàn thôi thì mình sẽ học được. Mình cảm thấy yêu thích cái việc đó thì mình chắc chắn mình sẽ làm được. Nhưng mà tùy thôi chứ, nếu như mà mình không yêu thích thì mình đâu cần phải học đâu. Thì cái đó gọi là mình yêu thích hay không yêu thích, hoặc là mình có muốn nó hay không. Có hiểu không? Còn bây giờ là không tự hạn chế nhận thức bản thân nè. Khi mà mình tự hạn chế nhận thức bản thân rồi á, thì là nó bị vướng vô cái đó, dẫn đến là mình khó thành công trong những cái lĩnh vực mà mình nghĩ đến. Rồi bây giờ cái từ định thân của chị Tép, chị Tép hiểu như thế nào? Dạ con không hiểu luôn. Không hiểu gì luôn hả? Dạ. Ủa hồi nãy mới hết đất rồi mà mẹ. Ok, đưa đây gì coi. Dạ. Đây. Trời ơi, nó bị phô kết trong ngoài mèo. Lấy cái tài chế. Rồi định thân. Mọi thành tựu trên đời đều bắt nguồn từ định thân. Ủa, Rồi, mọi thành tựu trên đời đều bắt nguồn từ định thân. Ví dụ bây giờ con có thấy là có những người giống như là thấy lại còn quánh nhau nữa hả? Rồi, mọi việc trên đời đều bắt nguồn từ định thân. Có nghĩa là khi mà con, ví dụ bây giờ là tụi con học một cái môn là môn đàn đi. Tụi con học đàn đi. Thì tụi con quyết định là mình sẽ học cái môn này, và mình quyết tâm để học được nó cho đến khi nó thành hoàn thành xuất sắc. Con không có đó. Hiểu không? Thì khi mà mình nghĩ như vậy thì trong cái quá trình mà học đàn nó hơi khó xíu, thì mình sẽ quyết tâm để mình vượt qua nó. Chứ không thể nào mà mình vừa mới thấy khó cái mình bỏ, mình đi học môn khác, mình thấy cái đàn này khó quá, mình không thèm chơi nữa, mình nhảy qua, mình học bỏ. Mình không thấy khó mà mình thấy lười, đúng đó. Rồi. Thì chỉ cần mình định thân mà thôi. Rồi ví dụ nè. Sao mày không để xuống á? Rồi ví dụ nè. Mình á, ví dụ con thấy người lớn có rất nhiều người mà làm việc này chưa thành công, xong rồi bắt đầu người ta lại đi qua người ta làm việc khác không? Dạ có. Đó, thì có những người như vậy là người ta chưa có định thân vào cái công việc đó. Người ta chỉ cần định thân vào thì cái công việc đó chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Đó. Rồi định thân. Định thân còn dùng trong cái mối quan hệ vợ chồng nữa, sau này tụi con sẽ biết nha. Sau này tụi con sẽ biết, nhưng mà khi mà lấy vợ lấy chồng và định thân với nhau rồi thì sẽ rất là tốt, không có cái chuyện sẽ ly thân đâu. Cũng không có cái chuyện sẽ ly hôn đâu. Đó. Rồi. Bây giờ là kết thúc cái trò chơi này, và ngày mai mình có còn quánh bài nữa không các con? Dạ có. Ủa vẫn quánh bài hả? Vẫn quánh bài luôn. Ok, nhưng mà sẽ quánh bằng cái bộ bài này. Thôi mẹ đánh quánh bằng cái bộ bài khác đi. Quánh bằng cái bộ bài mẹ vừa đưa cho tụi con này, chứ không phải là bộ bài kia nữa. Nó vẫn có số, có má trên này đồng hoàng. Có số má trên này. Ủa có số trên này đâu có đánh được đâu, mình bóc về để chưng thôi mà. Rồi tụi con sẽ bóc về, và tụi con mỗi ngày tụi con sẽ học một số cái khái niệm để cho nó sáng suốt, nó thông minh ra. Ok không? Ủa mẹ chơi bài tự nhiên và xã hội đâu được không? Được không con? Dạ, rồi bây giờ bóc thí điểm một số nữa, mẹ coi nó là cái gì. Mèo bóc một cái lật ra coi là cái coi gì? Coi được số mà mẹ. Rồi một cái bỏ ra. Ba yếu tố giúp phát huy vô hạn giá trị của bản thân. Wow. Tâm thái an vui, phẩm chất ưu tú, nhân cách an toàn. Nhân cách kiện toàn chứ. Tâm thái an vui là lúc nào mình cũng vui từ trong tâm trí, vui từ trong tâm hồn, chứ không phải là hôm nay mẹ cho đi du lịch mới vui, hôm nay mẹ cho đi ăn mới vui, còn mẹ không cho đi ăn là không vui. Lúc nào mình cũng cảm thấy vui. Mình cũng tự cảm thấy vui từ trong chính mình, trong tâm hồn của mình, hiểu không? Mình tự tâm. Rồi thêm cái gì nữa? Phẩm chất ưu tú. Phẩm chất ưu tú thì có những cái phẩm chất ưu tú mà con người nhất định phải có. Cái gì vậy mẹ? Nhân lễ nghĩa chi tính. Rồi từ mẹ sẽ chỉ từng cái một. Thôi tới đây được rồi. Tóm lại là mẹ không có thích tụi con cứ tối đến là đánh bài đâu. Không, đâu phải tối đến đánh bài đâu mẹ. Không có như vậy. Đừng có mẹ chơi chiêu. Ừ. Suốt ngày cứ vừa chơi bài rồi còn cãi nữa. Sao bộ đồ mặc thấy đẹp không? Dễ thương không? Mát không? Mát. Rồi cảm ơn cô Ngân đi. Dạ con cảm ơn cô Ngân. Đó, rồi cảm ơn cô Ngân nè. Đó rồi, em cảm ơn cô Ngân nè. Con cảm ơn cô Ngân. Đó rồi, mẹ cũng cảm ơn cô Ngân nha. Có mỗi Bình Nguyên là không có đồ của cô Ngân bận đâu. Không. Ừ thôi cho Bình Nguyên bộ bận chắc đẹp lắm. Thôi. Cảm ơn cho bà con cô bác đã. Bye mọi người. Chị vui ghê. Rồi, sát vô, bốn bạn sát vô. Rồi. Chụp hình đó mẹ. Bye. Tiêu.